Sau hơn 2 năm tạm gián đoạn vì dịch bệnh, chuỗi chương trình Hành Trình Xanh Trái Tim Vàng năm 2022 của Bảo Vệ Nhân Thọ chính thức khởi động lại. Chương trình mở đầu được tổ chức tại huyện Nghi Xuân và huyện Kỳ Anh của tỉnh Hà Tĩnh trong 2 ngày 16 và 17 tháng 4. 6 giờ sáng, bà con đã tới rất đông để được khám bệnh bởi các y bác sĩ giàu kinh nghiệm tới từ các bệnh viện trung ương tại Hà Nội do Bảo Vệ Nhân Thọ mời. Sau dịch bệnh, hậu Covid-19 với hơn 200 di chứng lớn nhỏ là vấn đề rất được người dân quan tâm để đảm bảo sức khỏe, ổn định cuộc sống, tiếp tục lao động sản xuất. Gần 800 bà con có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh đã được khám bệnh miễn phí, được tư vấn tận tình về sức khỏe. Không thường quạt thì không có điều kiện, mà chỉ có một tháng là chỉ một lần đi khám tiểu đường thôi. Chứ còn điều kiện để đi khám tổng quát thì là thứ nhất là coi như khám đây thì nó cũng không được đầy đủ cho lắm. Nhưng phải ra bên kia thì nói chung là khám ngoài. Ra Hà Nội thì đồng tiền nó không có. Hai lần về bác sĩ coi như là đã tư vấn cho bệnh nhân để khám sao nào là phục hồi được sức khỏe, được đảm bảo. Chương trình nhận được sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo Trung ương và tỉnh Hà Tĩnh. Tới tham dự động viên chương trình có bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, ông Trần Văn Kỳ, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, ông Lê Ngọc Châu, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, cùng lãnh đạo tỉnh, huyện, xã trên địa bàn. Ghi nhận và đánh giá rất cao những đóng góp của Bảo Vệ Nhân Thọ cho hoạt động an sinh xã hội, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà phát biểu. Xin trân trọng cảm ơn chị Thân Hiền Anh cũng như là các anh chị ở tổng công ty và Bảo Vệ Nhân Thọ Hà Tĩnh. Có thể nói rằng là để đồng hành cho cái chương trình này thì các anh chị phải tích cái phúc lợi của đơn vị mình, thậm chí là dành cả cái phần lương của cán bộ viên chức của đơn vị mình để tham gia các cái hoạt động thiện nguyện. Chúng tôi cảm động, trân trọng ghi nhớ và biết ơn. Và tôi cũng thay mặt bà con chính sách và trẻ em mà có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước xin ghi nhận và trân trọng cảm ơn cái tình cảm cũng như là cái sự hỗ trợ quý báu của Bảo Vệ Nhân Thọ trong những năm qua và đặc biệt là trong năm 22. Tại chương trình, bà Thân Hiền Anh, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Bảo Vệ Nhân Thọ khẳng định sự kiên tâm của Bảo Vệ Nhân Thọ trong việc thực hiện sứ mệnh bảo vệ gia đình Việt, bảo vệ sức khỏe Việt, bảo vệ tương lai Việt, tiếp tục nỗ lực phát triển sản phẩm bảo hiểm ưu Việt nhân văn và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thiết thực, đóng góp vào sự bình an thịnh vượng của đất nước. Chúng tôi hy vọng rằng hoạt động khám chữa bệnh sẽ giúp cho bà con chăm sóc sức khỏe tốt nhất, đặc biệt sau bối cảnh tình hình Covid phức tạp, để an tâm sống khỏe và lao động. Mong rằng chiếc xe đạp hỗ trợ em học sinh có điều kiện theo đuổi học tập tốt hơn và tiếp tục thực hiện ước mơ trở thành công dân xuất sắc của đất nước. Nhân dịp kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Bảo Vệ Nhân Thọ cũng trân trọng trao tặng 100 suất quà trị giá 500.000 đồng một suất để tri ân các gia đình chính sách có công với cách mạng tại huyện Nghi Xuân, huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh. 50 em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được trao tặng học bổng từ Quỹ Xe Đạp Chở Ước Mơ do Bảo Vệ Nhân Thọ phối hợp cùng Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em thực hiện. Món quà trao tặng làm ấm lòng người dân và trở thành nguồn động lực cho các em trong cuộc sống. Nhận được thông báo của thầy cô đến Bảo Vệ Nhân Thọ để nhận quà, em rất vui. Chiếc xe này sẽ là động lực để em có thể học tập tốt hơn. Em cảm ơn. Chiếc xe đạp giúp cháu từ trường thuận tiện hơn, tạo động lực cho cháu để cháu tiếp tục vươn lên trong học tập. Lần đầu tiên tổ chức sự kiện Hành Trình Xanh Trái Tim Vàng cũng là chương trình mở đầu của năm 2022. Tập thể Bảo Vệ Nhân Thọ Hà Tĩnh đã thể hiện sự chuyên nghiệp, chỉn chu, góp phần vào thành công của chương trình. Huyện Nghi Xuân và huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh là một trong những địa bàn kinh doanh đang được Bảo Vệ Nhân Thọ Hà Tĩnh chú trọng. Đặc biệt là huyện và thị xã Kỳ Anh luôn đứng đầu doanh thu của công ty. Hoạt động thiện nguyện được tổ chức tại đây giúp lan tỏa và nâng cao hình ảnh thương hiệu Bảo Vệ Nhân Thọ tới đông đảo khách hàng. Hoạt động xã hội an sinh thì luôn luôn có một cái ý nghĩa rất là quan trọng, góp phần giúp cho cái thương hiệu Bảo Việt chúng ta trên thị trường ngày càng được nâng cao. Và điều đặc biệt hơn thì tại cái thời điểm này, cái chương trình Hành Trình Xanh Trái Tim Vàng có cái sức lan tỏa rất là lớn khi sau một thời gian hơn 2 năm dịch bệnh Covid đã hoành hành trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nói riêng và toàn quốc nói chung,
thì với cái chương trình tổ chức khám bệnh miễn phí cho gần 800 bà con người dân trên địa bàn trong lúc này là một cái hoạt động thực sự rất là ý nghĩa, rất là cần thiết thực, và đặc biệt với tỉnh Hà Tĩnh là một cái tỉnh khá xa các bệnh viện lớn tại trung ương, các thành phố lớn, cho nên có một cái đội ngũ bác sĩ chuyên môn từ trung ương về thì là càng đặc biệt có ý nghĩa và cần thiết hơn bao giờ hết. Hành trình xanh trái tim vàng là chương trình thiện nguyện cộng đồng đã được Bảo vệ Nhân Thọ triển khai thực hiện 7 năm qua, đi qua nhiều tỉnh thành, khám bệnh miễn phí và trao quà cho hơn 15.000 bà con nghèo trên cả nước. Quỹ xe đạp Chờ Ước Mơ đã trao tặng hơn 26.000 học bổng xe đạp đến các em học sinh hiếu học vượt khó vươn lên trong 17 năm qua, thực hiện sứ mệnh bảo vệ gia đình Việt, bảo vệ sức khỏe Việt, bảo vệ tương lai Việt của Bảo Việt Nhân Thọ.